Viết được tên, ít nhất là chỉ định viết được cái tên phim này và cái tư thế chụp về tìm hiểu nhá, được chưa? Và thứ đặc biệt là bệnh nhân để chụp về tư thế chụp không phải như phim sỏi thẳng đâu, như này chụp mở rộng há miệng để làm gì đấy ạ? Để nhìn được sang mướn. Sang gì? Cái bạn biết rồi gì nữa? Thế học cho con gì? Chưa. Biết là há miệng để nhìn thấy sang gì rồi ạ? À, sang mướn biết thôi, nhá. Tư chuẩn của phim là bờ trên sân đá bao giờ cũng nằm dưới đấy xoay này, bờ trên sân đá này, nhá. Và bây giờ sang gì đấy ạ? Đây là sang gì đấy ạ? Đây là một cầm sang gì đấy ạ? Đây là gì đấy? Đọc phim là như nào? So sánh các sang với nhau và so sánh chuẩn nhất cái gì ạ? Độ mở của gì? Cái này là cái cơ bản thôi. Cái này cái gì ạ? Đọc nhé. Đây là nào vậy ạ? Nhá. Và chủ yếu để đọc không xong gì? Hệ thống xong gì? Xong sàng. Xong sàng gì? Ai cũng sẵn sàng để hiểu, đúng không ạ? Đây là gì? Nhìn cái khối sàng hai bên và gì xong gì ạ? Xong bước này này, cái bờ này, thấy không? Và gì ạ? Khối sàng hai bên này, đây là khe cứu. Thông thường ấy, 2.3 trước đã sàng trước và 1.3 xong là khối sàng sau. Nhiều khi ít giá trị, ít giá trị ạ? Nhá, chủ yếu là xong bước nhiều hơn. Và các bạn có thể nhìn thấy xong hàng này. Nhưng mà bị gì rồi? Cái miếng che ở đây. Bao giờ chỉ định cũng chỉ định chụp cả gì ạ? Phim diện, logo và gì? Không bao giờ cái nhá, được chưa? Kết hợp cả hai. Được chưa? Còn gì nữa không? Nói gì về tai nữa? Cái nội soi tai đây. Chị nói xong còn gì nữa? Đọc đi đồ. Hôm nay thì các bạn đọc được không? Không đọc được như đồ đấy á. Cứ đúng nguyên tắc thôi. Thế, thế gì đấy? Các người chú đọc, các người chú đọc thế nào? Đọc là gì? Cứ tiếp nhận cả, đúng không? Nhưng mà có phải tiếp nhận không? Không hợp. Tôi nói rồi, chỉ cần biết được là gì ạ? Thế nào là dẫn truyền, thế nào là gì tiếp nhận, đúng không ạ? Thì cái đồ nó cũng nhận, đúng không? Những cái đấy mình chưa sức đạo nhỉ? Nào đọc cái gì người ta nữa? Cái gì người ta nữa? Phim chú lơ. Phim chú lơ. Không, tôi có giảng được chính cái tay, tôi chỉ giảng cho những phim thôi. Nhá. Có chính cái tay không? Phim chú lơ. Phim chú lơ. Biết tên thôi, nhá. Cái đấy là không có giá trị nhiều. Chưa? Chú lơ. Nhưng mà thầy vừa nói tên tặng cái đường của Star. Cắt bớt đi. Con gì?